Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ chở hàng loại nhẹ khoảng 200 đến 300 kg. Tuy là chở hàng nhẹ nhưng mà toàn bộ cấu hình của nó vẫn đầy đủ các bạn ấy. Vẫn đầy đủ lốp, nhíp, số lùi, trục các đăng, phụ kiện phanh chân, phanh tay là rất đầy đủ. Đấy. Bộ này thì sử dụng dòng nhíp 4 lá dài 50, nhíp mình nhíp nhập khẩu nhé, không phải nhíp lội các bạn nhé. Nhíp hàng nhập cho nên là độ đàn hồi rất là tốt. Thì cái loại nhíp này đã từng có lần quảng cáo cho các bạn một lần rồi. Đây là cái loại nhíp nó có sống ở lưng này này. Đấy. Nhíp hàng nhập mình nhập là có sống ở lưng này cho nên là độ đàn hồi rất là tốt, thép chất thép tốt, cứng, phụ kiện nhíp thì vẫn là đầy đủ cho các bạn. Đấy, bên mình thì phụ kiện lúc nào cũng đồ cũng rất là đầy đủ cho các bạn nhé. U, các loại ốc đều là ốc chống trôi này, cao su này, cao su này là cao su đen nhé, cao su này mình đặt nên là nó rất là bền, cao su này từ những cái lốp ô tô cắt ra nên là độ bền cao. Đấy. Đây, cắm vào đây này. Rất là chặt. Cái này là mình đặt là họ làm cho nên là nó rất là vừa ý của mình. Đấy. Vẫn có mõ cơ động trên đầu này, mặt bích mạ này. Đấy. Các ốc đều là ốc chống trôi hết các bạn nhé. Ốc chốt đầu đây. Ốc chốt đầu rất là đều chống trôi này. Tay phanh cũng có nhé. Cái phụ kiện phanh này là 10 cái tai này luôn. Trang bị cho các bạn 10 cái tai này. Đấy. Đũa phanh dài. Lốp ở đây là lốp 90-90-12. Thì cái loại này đường kính bánh xe của nó là 46 cm, bản rộng là 9 cm. Số mạnh vẫn là hàng chuẩn. Số mạnh này mình hàng đặt. Đấy, loại này rất là bền. Khớp các đăng đây. Đây là khớp các đăng này. Đấy. Hai khớp trượt này. Cầu này. Cầu này tí mình sẽ cân nặng cho các bạn. Riêng cái cầu của bên mình là hàng chuẩn cho nên cân nặng nó bao giờ cũng cao nhất trong số những cái cầu là có chiều dài 90 tương đương. Mình sẽ cân một cái để cho các bạn lấy đấy làm so sánh nhé, hàng chất lượng. Đấy. Đây trọng lượng của một cây cầu dài 90 đây các bạn nhé. 27 kg. Đấy. 27 kg, nếu mà tính cả gối cầu và tai phanh là 27 kg. Đây là 26,5 này. Thì cả gối cầu và tai phanh bắt vào đây này. Đấy, là 27 kg đấy, để cho các bạn dễ so sánh nhá. Đây là rất hàng nặng các bạn nhé, hàng chất lượng, còn làm rất là dày dặn cho nên là cân nặng rất là cao. Cầu 90, bát tambua 180, tim ốc cầu là chéo 7, chéo 10 và vuông 7. Đấy, tâm lỗ 63. Bộ này thì rất là rẻ thôi. Đấy, chỉ hơn 3 triệu thôi. Mình đăng cái bộ này lên để phục vụ cho các bạn có nhu cầu chở hàng nhẹ hoặc là cũng có thể làm để đi lại bình thường, hoặc là cũng có thể để chở hàng với cái khổ cầu nhỏ. Thì với những cái cầu này thì các bạn có thể tùy chọn, bên mình bán từ 60 cho đến 1m2. Đều là đồng giá như nhau. Đây là tổng thể một bộ như vậy nhé. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái loại khác nữa. Thì nó sẽ theo từng cấu hình. Nên bạn nào thích cái số lùi kèm số mạnh cho nó cơ động thì có thể dùng loại này. Hoặc là các bạn thích cái bánh gai máy cày
thì có loại bánh 400-12, nó cũng rất là vừa tầm, cũng là đường kính 50, bản rộng 10, gai cao, tải trọng là 355 cân một bánh. Cái lốp này là lốp 8 bố nhé, tải trọng. À, cái này thì hiện tại thì nó có một cái hàng rẻ và một cái hàng loại đắt. Đấy, thì bên mình đang bán loại này là loại đắt các bạn nhé. Loại rẻ thì cái lốp này nó rất là rẻ, nó chỉ hơn 300 thôi. Riêng cái loại đắt này là lốp của nó là tầm 500 nghìn cơ. Đấy là loại lốp đắt. Thì các bạn là phải lưu ý về cái mặt lốp máy cày này vậy. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.